Cái đường cày thứ hai này là cái đường cày vất vả nhất đấy. Vâng. Giang Ma 2500 đang test dàn cày bốn chảo của cơ khí nông nghiệp Phú Hải đang có mặt tại Quỳnh Lưu, Nho Quan, Nghệ An, trên thửa đất bỏ hoang lâu năm. Máy rất là dơ anh em ạ. Con này dơ khủng khiếp luôn. Phải đi vất cả dép. Hơi nương thủy lực lên tí thôi. Đây là đường cày thứ hai, nâng lên tí. Đường cày thứ hai úp xá lại đây nha. Những cày đường cày thứ ba nó mới nhàn được. Nghe có vẻ là ổn lắm. Đấy, chú đi vào cái đường cày này chỉnh cho bốn chảo ăn đều luôn. Còn máy nó bị bẻ lái, chú cũng dừng cho chỉnh lại luôn. Đấy, cứ đi tụt vào rỗng là... Đấy. Chú ơi, dừng lại. Con này một là phải kéo dàn cày sang bên tay trái một tí, hai là cho cái này nó xuống một tí. Vâng. Dở quá. Đồ cũ rồi. Vâng. Con này cứ phải đi 1 mét thì bắt đầu nó mới im được. Rồi phi đi. Răng 2500 đây anh em. Tụt sâu thế. Con này nó đang bị vả lái sang bên tay phải, tí nữa tôi phải đi tôi chỉnh lại cái bánh lái một tí. Kéo sang bên này tí. Từ từ á chú ơi. Từ từ. Chú con này phải kéo sang bên này bên tay kéo sang trái này tí. Vâng, kéo sang bên tay trái này. Không, kéo sang bên này. Chứ bên này bánh nó đi xuống rãnh rồi, không còn đất mà lên. Nhưng mà hết cỡ rồi. Đấy kia không kéo được nữa. Lùi về chỗ khô, để lùi về chỗ khô trên khỏi này. Vâng. Xuống kẹo. Phải đưa cái dàn cày này sang bên đấy nhiều thì nó mới đỡ lốp được. Cái bên này phải ra đã. Lấy bảo sao? Không, đẩy bạn ra. Phải. Đẩy ra đi. Cày thì ok rồi đấy. Mấy đường cày đầu tiên em thấy ok lắm. Nhưng mà chỉnh cho chú chủ máy này cho nó ngon lành luôn. Con này thì đồ nó hơi kém. Đồ cũ. Đấy. Đấy. Nhiều. Con này thủy lực cũng tự tụt luôn.
này khéo vậy. Và kéo đổi cái tơ này sang bên kia. Dạ. Dùng cái tơ đấy. Vâng. Không thì lúc nào mà rỗi thì cắt bố nó một cái xích đi. Cắt một mắt xích đi ấy. Không kia đây đây là cái được mà. Nhưng mà lại sang quá thì nó lại có lốp. Con này gần như là có lốp đến nơi. Nếu mà sang đủ tầm. Vâng. Cái đồng này mà ở chú mà cứ nền nó như thế này á, nước vào chú chạy kẹp lốp, chú chạy nhàn lắm. Làm đôi kẹp lốp chạy. Lầy thì đeo lồng. Đeo lồng dẫn luôn. Có thụt không chú? Chạy bánh lồng á? Chạy bánh lồng. Lầy thì lại kéo chảo vào bánh lồng. Lắm nơi thì người ta chơi thế. Mà nếu mà nền mà nó cứng nữa thì mình lắp kẹp. Thôi tạm thế. Cái men lệch này chỉnh hơi phê anh em. Thủy lực tự tụt. Nó đang bị cướp lái, nó hơi bị cướp lái tí, tí phải chỉnh lại. Trên đất lên thì đẹp lắm rồi. Nó đang bị nhao đầu sang phải không? Nó có cướp lái không? Để cho chỉnh lại cái bánh lái tí. Chảo đầu. Vâng. Mày được sâu khoảng bao nhiêu rồi? Dạ. Nó phải tầm hơn 10 phân ấy. Thế mà máy đi vẫn không xi nhê. Khỏe, chính tỏ con này già nhưng mà thấy động cơ vẫn còn ổn lắm. Cứ phải đi con này đồ nó dơ quá, phải đi mét 2 mét bắt đầu nó mới im được. Nó mới vào cái vị trí của nó. Đằng xích bây giờ đang muốn kéo sang bên tay trái một tí nữa để cho nó hết đường bờ mà khó kéo quá anh em ạ. Cái đồ cổ này đi cày nó hơi vất vả. Đi lắp cày chỉnh nó hơi vất vả. Anh em Ninh Bình đâu hết rồi? Có ai ở trong Ninh Bình cái khu Rịa với lại Phú Long Nho Quan này là chúng em gần như tháng nào cũng giao hàng về chỗ các bác đông lắm.
con này phải cho cái đơ chảo cái thanh chống giữa xuống một tí nữa. Chỉnh cho cái đơ xuống một tí nữa. Hạ xuống. Con này lúc thì chảo đầu ăn. Đầu nhiều lúc nó không ăn, nó qua chảo thôi. Thế. Đồ nó dơ quá không nhìn được. Vâng. Cày thì ok lắm, nhưng mỗi tội cái máy nó lẹo xẹo. Đấy, test có mấy đường bác ấy làm mấy giây rồi. Chỗ này tính ra là cũng được xào rồi các bác. Xào hơn xào ở Bắc Bộ, à, Nho Quan, Ninh Bình vẫn miền Bắc. Vẫn là 360. Thanh Hóa đổ vào mới là 500. Con răng ma này đổ nó dơ chưa từng thấy các bạn ạ. Nó mấy cái lỗ kiếm lỗ chốt nó như kiểu là cảm giác nó bay lái thế nhỉ? Nó nhào đầu phải. Vâng. Để tí cho chỉnh cho nó ngon, chú cứ đi cho nó quen đi đã. Đầu nhẹ. Cái dòng răng ma một cầu này thường thường là đầu nó rất là nhẹ anh em ạ. Đất thì lên xếp rất đẹp, úp đẹp luôn. Đấy, xung quanh đây toàn bỏ hoang lâu năm rồi đấy anh em. Chú ấy đưa ra cái chỗ này để thử cày. Đồ nó dơ quá cho nên là chỉnh nó chỉ ở một cái nhất định nào thôi, chứ còn để mà tuyệt đối thì khó lắm. Mà cái dòng cày chảo này nó thiên về cái gọi là kỹ thuật lắp đồ, là nó phải ngon, nó im. Các bác mà đã sử dụng qua những cái dòng cày chảo các bác biết rằng kiếm hay là xích xiếc các bác cứ phải ngon, táo tiếc. Cái đồ mà nó dơ quá các bác đi cày các bác khổ. Em quay nốt đường này thôi, để em chỉnh lại cái bánh lái cho bác ấy. Có mỗi mình loay hoay nên là con này cái răng xích ở bên tay phải không còn ren để kéo sang bên tay trái nữa các bác ạ. Nâng lên. Đi cày lại cái chỗ cày rồi.
sâu quá thì ta phải nâng thủy lực lên một tí. Con này lên đất cũ. Thôi, chắc là em xin được kết thúc video tại đây. Tối nay là thứ bảy rồi. Sớm thì nào thì được về nhà sớm đi đấy. Chứ từ đây mà về đến Thái Bình nó cũng rơi vào khoảng độ trăm cây, hơn trăm cây tí các bác. Về nhà phải mất mấy tiếng rồi. Đó, cày thì ok lắm rồi đấy. Em xin được kết thúc video này.